Chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu nhanh những thông tin tình hình dịch Covid chiều ngày hôm nay tại Bến Tre ngày 13 tháng 8, bao gồm những nội dung như sau. Thì hôm nay dòng Trơm quyết định là thực hiện cách ly để phòng dịch Covid-19 tại một phần ấp Phong Quế, xã Phong Nẫm, huyện dòng Trơm. Thì vị trí như sau: hướng đông giáp tổ nhân dân tự quản số 3 thuộc ấp Phong Quế, hướng tây giáp tổ nhân dân tự quản số 8 và số 11 ấp Phong Quế, hướng nam giáp đường tỉnh 883, hướng bắc giáp ấp Phong Thuận, diện tích là 21 hecta với số hộ dân là 66 hộ và số nhân khẩu là 183 nhân khẩu. Thời gian thực hiện cách ly là từ 18 giờ ngày hôm qua ngày 12 tháng 8 đến khi có thông báo mới. Thì hôm nay dòng Trơm cũng phát đi thông báo là sẽ tạm dừng đóng cửa chợ Mỹ Lồng để phòng chống dịch Covid-19. Thì trước diễn biến phức tạp của tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh thông báo là tạm dừng đóng cửa chợ Mỹ Lồng và các quầy mua bán gần khu vực chợ. Ủy ban nhân dân xã khuyến cáo người dân hạn chế đi ra đường và không đi chợ Mỹ Lồng kể từ 5 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Ủy ban nhân dân xã đề nghị bà con nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo này. Và thông tin tiếp theo là Bến Tre sẽ quyết định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thì những đối tượng được hỗ trợ như sau: là người lao động tự làm hoặc là làm thuê thuộc diện nhóm công việc lĩnh vực sau là bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, không có địa điểm kinh doanh cố định. Thứ hai, làm công việc thu gom rác, phế liệu. Thứ ba, làm công việc bốc vác, vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng tại các chợ, bến tàu, bến sông, bến xe, bến cảng và nhà kho. Thứ tư, làm thuê thợ hồ, phụ hồ, làm thuê trong lĩnh vực hàng, tiện, sơn, mộc, sửa xe. Thứ năm, lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách, xe ngựa chở khách. Thứ sáu, người tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả tạp vụ và bảo vệ. Trường hợp có 2 người trở lên tự làm tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe không đủ điều kiện được hỗ trợ theo chính sách đối với hộ kinh doanh, thì theo quy định khoảng 10.12 Nghị định số 68 NQCB của Chính phủ thì chỉ một người được đại diện hộ kinh doanh được hỗ trợ. Thứ 7, người làm thuê trong cơ sở làm đẹp như là thẩm mỹ, cắt tóc, uống tóc, nail, spa và làm đẹp khác. Thứ 8, người phục vụ trong quán bar, vũ trường, karaoke, câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau nghe, rạp chiếu phim, rạp hát, câu lạc bộ khiêu vũ và các điểm truy cập internet, trò chơi điện tử, khu vui chơi. Thứ 9, phục vụ tại các cơ sở tập luyện thể dục thể thao như là thể dục thẩm mỹ, aerobic, phòng gym, hồ bơi, yoga, võ thuật, huấn luyện viên, người hướng dẫn và phục vụ. Thứ 10, người lao động giúp việc gia đình, lao động trong các cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non, nhóm trẻ. Và điều kiện để được hỗ trợ là người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ tại quy định điều 2, và quyết định này là sẽ thỏa thuận các điều kiện sau đây. Thứ nhất là bị mất việc làm do phải tạm ngừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12. Thứ hai là bị mất thu nhập do có thu nhập nhưng có mức thu nhập thấp hơn mức thu nhập chuẩn cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 21-25. Trong thời gian bị mất việc, cụ thể đối với khu vực nông thôn thấp hơn 1,5 triệu đồng một tháng, đối với khu vực thành thị thì thấp hơn 2 triệu đồng một tháng, thì cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quy định của luật cư trú. Và mức hỗ trợ là phương thức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ là mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng một người và một lần. Phương thức hỗ trợ là chỉ hỗ trợ một lần cho một người lao động. Thời gian hỗ trợ là từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thông tin cuối cùng cho bản tin tối ngày hôm nay ngày 13 tháng 8 chính là số ca ghi nhận mới tại Bến Tre. Thì tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay ngày 13 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 mới. Thì liên quan đến ổ dịch khoa nội A, bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu là có 2 ca ở Phú Hưng, thành phố Bến Tre và Thới Thuận, Bình Đại. Thì mọi người lưu ý nha, đây là các ca đã được cách ly tại khoa nội A, bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
không có liên quan đến địa phương, nhưng tại vì bệnh nhân này có địa chỉ tại địa phương là thành phố Bến Tre và Bình Đại thôi, cho nên mọi người an tâm. Rồi, rồi. Thứ hai là công ty ổ dịch tại công ty CB Đông Lạnh là một ca ở Phú Lợi Hạ, An Định, huyện Mỏ Cày Nam, và Ba Tri là hai ca ở khu phố 4, thị trấn là khu này đã phong tỏa nha. Thành phố là một ca ở An Ninh, An Thuận đi khám bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu test nhanh dương tính, thì trong khu cách ly và phong tỏa là 5 ca, một ca phát hiện ngoài cộng đồng. Thì tính đến chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 1.279 ca mắc Covid-19, thì số ca tử vong hôm nay là ghi nhận thêm là một ca tử vong tại Châu Thành. Là tính đến nay là Bến Tre có 26 ca tử vong, thì số ca ra viện trong ngày hôm nay là 27 ca, thì tính đến nay Bến Tre có 594 ca ra viện. Thì tính từ chiều hôm qua 6 giờ ngày hôm qua 12 tháng 8 đến 6 giờ ngày hôm nay 13 tháng 8, Bến Tre có 41 ca mắc Covid-19 mới. Thì thông tin nhanh cuối cùng là về số ca, xong thông tin về ca tử vong số 25, thì ca tử vong số 25 là nam, sinh năm 1945, có địa chỉ tại xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, ngày nhập viện là ngày 9 tháng 8, tử vong là ngày 11 tháng 8, chẩn đoán sau cùng là đợt cấp COPD, tràn dịch màng phổi, tăng huyết áp, nhiễm SARS-CoV-2. Mình cũng xin kết thúc nhanh thông tin tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.